khám phá Đại Nam. Đi tắm được mà, thì đó được chưa?
tham quan 18 tầng địa ngục, người lớn 50 cành, người nhỏ 30 cành. Hai công theo đó hả? Đi theo chị ha. Con rùa nè Hương, lại ngồi rùa mẹ chụp hình cho. Nè con lại ngồi nghe rùa mẹ chụp hình cho. Nè lại ngồi nghe rùa đi con. Hà đi vô sở thú không? Con muốn vô sở thú không? Lại ngay rùa ngồi con. Lâm Quy. Ok. Ở cái dừa về cũng rất trái nè. Hay ha. Bye bye.
ta nói review mấy cái khu du lịch này nè, ta nói cũng cực lắm. Các bạn biết không, tại vì á, nó rộng bao la thì có khi có chỗ nhạt, có chỗ không có nhạt, ta nên phải canh, phải chỉnh dữ dằn. Còn đây là biển nè, biển Đại Nam nè, mỗi năm mỗi khác. Này là ý hôm nay mình review cho các bạn rồi, sẵn cho anh Út mình á, từ khi đẻ tới bây giờ luôn á, mới lần đầu được đến đây, tính ra nay 7-8 tuổi rồi á, 7 năm. Tính ra anh Út của mình thiệt hồi lắm, chị Hai thì đó đẻ ra ưu tiên mua đồ chơi mới rồi tất cả các thứ. Còn anh Út mình á, sinh sao để muộn nên xài ké của chị, cái gì chị bỏ ra đồ chơi rồi xài ké các thứ, còn mấy cái này hiếm hoi lắm. Còn chị Hai đó mới đẻ được tháng 2 tháng là được đi khắp nơi luôn, cưng. Còn Út mình thương tội, cái gì cũng không có nè. Đây là lần đầu tiên 7-8 năm ở ngay Đại Nam, mà 7-8 năm mới được vô Đại Nam. Hôm nay mình cho anh chiều cho anh mình trải nghiệm chơi biển thoải mái luôn. Coi kìa, lần đầu nè, nên đâu có biết gì đâu. Chị cũng quên rồi, chứ ra chị hồi nhỏ xíu. 4-5 tuổi thì đi, còn lớn lên cô không còn cơ hội đi nữa, cho nên vô giờ không biết. Thực ra biển này nó có 2 phần, một phần biển mặn, một phần biển ngọt nha. Mặn ở tay trái, ngọt ở bên tay phải biển á, cho các bạn lựa chọn. Mà nói chung thì điểm này nắng vô cùng tận đó, view nó đẹp mát như view nghỉ dưỡng, nhưng mà chưa có cơ hội đi view nghỉ dưỡng, thôi cho con nó đi view này trước đi, mốt lớn lên nó có cơ hội đi sao. Còn vợ thì như thế này cũng gọi là nghỉ dưỡng, trời, niềm mơ ước của nó đòi vô biết bao nhiêu lần. Hôm nay lần đầu mình dắt nó vô cho nó cảm nhận, trời, nhìn view đã ha. Mình chưa có đi khu nghỉ dưỡng bao giờ, mình cũng không có rảnh. cái này mình coi như view nghỉ dưỡng mình chia sẻ cho các bạn ở Bình Dương, độc lạ Bình Dương. Nhìn view cũng đẹp ha, mát ha. Nói vậy chứ nắng mênh mông trời đất, đi về thì tụi nó đen còn hơn đi Vũng Tàu. Thực ra năm nay mình tính đi Vũng Tàu, nhưng mà thôi, lỡ hẹn cho nên thôi, khi khác. Chứ mấy mẹ con mình năm nào cũng có hẹn ở Vũng Tàu, mùng 3 là hẹn ở Vũng Tàu. Mỗi năm của gia đình mình vậy, thói quen, cái phong tục truyền thống của gia đình mình lập cái nếp vậy luôn. Nhưng mà 2 năm nay hình như là không có đi Vũng Tàu, cho nên mình hứa với con mình năm nay cũng đi, nhưng mà hình như lỡ hẹn rồi, cho nên mình đành phải cho con mình vô cái khu này. Rồi Tết này mình sẽ cho nó nguyên một tour biển luôn, nhưng mà rất tiếc mà không phải được Vũng Tàu, để cho làm cái kỷ niệm cho con, ghi dấu ấn cho con khi lớn lên luôn. Thì các bạn cũng vậy, các bạn cũng tập cho thói quen của gia đình mình có cái nếp gì đó để mà làm kỷ niệm sau này đó.
biển này nó lâu lâu nó làm sóng một lần, quấn sóng một lần. Trong khi chờ đợi mấy nhóc của mình bơi thì mình sẽ cho các bạn xem view của biển Đại Nam, biển mặn, biển ngọt, nước mặn nó rộng cỡ nào nha. Đại Nam ngày ấy và bây giờ. Con mình mới hỏi chị Hằng đâu.
ta nói lây quay cái dính nhạc, lây quay cái dính nhạc phải chỉnh tắt. Nhiều khi cái hôm bữa coi cái video của mình mới vô đầu video luôn á, có một giây thôi á mà có chiếc nhạc một giây thôi vậy mà nó cũng đánh bản quyền, hay thiệt chứ. Vậy món rau lịch là khi nào sử dụng bài nhạc rồi kinh doanh nó đi vô ăn rồi còn này thì mình mới dưới đầu gieo mót chứ mà dính chiếc nhạc của TV thôi mà cũng đánh mình bản quyền tắt lần tuyệt rõ rồi. Đây nước mặn ta đi quay tour mà có tiếng nhạc thôi mà cũng không sao, người cứ tắt mở âm thanh không có thật, quay mấy cái tour vậy nè âm thanh thật mới thú vị. Các bạn đừng có thắc mắc sao mình cứ lúc lắc lơ quay tá quay lui, tại vì mình đang tìm ba nhóc của mình, nó coi nó ở đâu quay riết là nó mất tiêu rồi, cho nên mình đi tới đi lui mình đi tìm ba đứa nhỏ đó. Tôi nói đi chăn con là chính chứ đi du lịch không phải đâu. Đi có nhà có con nhỏ thì các bạn cái điều quan tâm nhất là huấn luyện của nó trước, tâm lý của nó để tránh bị lạc. Cái thứ hai là không có cơ hội chơi đâu, từ khi đi có hai phụ huynh với nhau á, cha mẹ thì đi một đứa canh còn đứa còn có cơ hội chơi tham quan check in, còn như mình á, một mình mà chăn ba đứa như thế này không có cơ hội tắm hoặc là check in gì đâu. Chăn con là chính, con nhỏ mà chăn lây quay nó lạc mất, lây quay nó lạc mất, chạy canh đứa này cái hai đứa kia nó mất tiêu, cái canh hai đứa kia nó mất tiêu đứa này, cái này nó chạy gớm lắm. Cho nó bởi vậy lên sẵn lia quay vậy chứ tìm con á, chứ không phải nếu quay á thì hơi đặt máy nó yên tĩnh, còn mình liên tục là tại mình chạy hay mình chăn con mình á, cho nên nhiều khi lúc lắc các bạn không cảm nha. Còn á, mấy cái chỗ như vậy á, biển bơi đồ, chỗ ăn chơi đồ, du lịch biển đồ vậy chủ yếu cho trẻ em, chứ người lớn thì mình chịu cho con thôi á. Chứ thực tế mấy cái này vợ chồng con cái thì đi ý là gia đình làm kỷ niệm, còn cái này mình chiều ý của con, tại con mình nó ăn Tết buồn không có đi đâu không có làm gì nó chán, cả cái mùa đi học trong ngày Tết thì được chơi vui đùa nội ngoại đồ, còn cái này mình dắt nó về đồng ruộng đồ nên nó chán nó hang, cho nên mình ráng cố gắng mình sẽ chiều cho con mình nó đi như vậy. Chủ yếu chạy theo để chiều theo ý nó để chăm nó canh nó thôi, nội như thế này canh cơ hội đâu chơi. Cho nên video mình nó liên tục mà các bạn thông cảm cho mình nha. Chứ nít này leo núi leo ơi gì nó đâu có chịu, biển bùng vui chơi ăn uống thì nó mới phù hợp với trẻ em. Cho nên nó hang buồn không có gì chơi, không có ai chơi, cho nên mình cho nó cho thoải mái luôn, quất nguyên ngày cho nó, cái tour nào cho hết tour đó nguyên ngày, rồi ngày khác thì lên tour tiếp theo để cho nó không có cơ hội buồn, cứ than chán tuổi này mà. Thì các bạn nếu các bạn có con ở tuổi này từng giai đoạn thì các bạn sẽ có tâm lý từng giai đoạn khác nhau để chịu theo con, hoặc là có cách huấn luyện khác nhau. Để như thế nào cho con mình nó không có buồn, vừa có thời gian vui chơi, vừa có thời gian học hành, vừa có thời gian để tâm sự. Thì đây mình cũng chia sẻ Tết từ điểm du lịch dành cho trẻ em. Còn núi non thì Phật gì đó dành cho người lớn tuổi, thì cái đó những cái đó chắc nhóc nhỏ nó không đi đâu, nó mệt, đi phải có người dìu cõng nó lên. Còn lên núi hồi nhỏ thì nó đi thì đầy đủ gia đình thì ba nó cõng lên, còn mình thì cõng xuống, còn nay chỉ có một mình thì mình không thể kham cõng nó lên cõng xuống được, tại vì giờ nay em bự khiếu điều bằng mình luôn,
Cho nên những cái phù hợp cho trẻ em chơi biển rồi đó, ăn chơi vui đùa được, còn núi non thì các bạn sẽ cân nhắc nha.